Dạ, trước mặt cô chú anh chị là một căn chòi nhỏ. Ba cha con sống ở trong cái căn nhà. Thì thanh niên này thì ngoài 30, thì thanh niên nói thì có nhiều lần bắt tại chặn vợ mình nói chuyện hẹn hò với trai. Thì cái câu chuyện thanh niên nói hôm bữa thì vô tình thì gình vợ mình và nói chuyện với trai, thì cậu thanh niên một lần thứ nhất đã tha thứ, thì lần thứ hai vợ mình cũng tiếp tục và trò chuyện với trai. Thì thanh niên này có làm hơi nặng tay thì người vợ đành guộng đồ bỏ đi. Thì trong khi đó thanh niên và nói bà già vợ, thì bà già vợ nói những lời khó nghe và nặng tiếng với anh này. Thì hiện tại thì Thanh Trúc đang tiến vào nghe cả nhà. Thì ở đây là căn nhà lá này cả nhà. Thì cái câu chuyện á, thì ba cha con sống trong cái căn chòi và ngôi nhà, thì sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời cả nhà và tìm hiểu rõ ạ. Cổng nói chuyện là thằng kia thấy em thì nó bay lên xe giọt rồi, còn nó là em tắng có mật tay một là vô. Bữa đó bà vợ đòi lấy dao chém em trong nhà nhỏ trọ luôn. Chuyện ơi, là sáng là 5 giờ là đi mất tiêu luôn đó, là bỏ anh đi luôn hả? Dạ. Trong khi ngủ đó thì trong mà cái biểu hiện mà vợ anh á là không muốn ở với anh nữa, thì trong khi đó hai vợ chồng á thì không ngủ chung bao lâu anh? Thì cũng vẫn ngủ chung gì đó, là hai đứa con ngủ giữa, là đêm đó là nó không ngủ đó. Đêm đó là nó không ngủ, nó hẹn hò với nó đó. Là em giữ cái điện thoại mà em thấy nó nhắn tin hoài à, em không có đưa. Em giữ điện thoại hoài à, rồi sau này cái chừng em dọn cơm ăn 11 giờ đêm rồi, cái nó đi ra cái em bỏ chén cơm xuống em gình theo mới thấy. Trời ơi, nỡ đành nào mà còn chồng như vậy đó, mà còn bỏ nó với người khác nữa. Anh có làm cho chị dặn cái gì không anh? Dạ không. Ví dụ anh công việc mà anh không lo cho chị này nọ đồ á, kiểu như cho chị nhịn đói này nọ đồ, không chị suy nghĩ tới cái người khác. Em không đi bằng công ty được, em cũng ở nhà giữ hai đứa con, cơm nước, đồ đạc, em cũng giặt sạch sẽ hết trơn á. Cái lúc mà anh nói hồi sớm á là anh lại bắt ghen. Dạ. Rồi tán cho cái người vợ một bạt tay. Dạ. Thì trong khi đó thì người vợ có chửi anh gì không? Nó khóc vô, nó mét bà vợ, nó em quýnh từ dài dài từ trong tiệm kia về. Anh có trình bày với bà vợ không? Thì em có trình bày vợ, bà nói ăn ở không ghen bậy bà, con bà không có như vậy. Rồi bà nói mày còn nói là ngồi tao lấy dao tao chém mày luôn bây giờ. Ồ, trong khi đó anh đã bắt tại chặn. Dạ. Một cái người vợ nở ngoại tình mà còn bà vợ mà còn binh vợ nữa. Đúng rồi, con người ta phải con binh thôi. Ta... trong khi đó thì vợ anh mà bỏ đi rồi á, anh tán một bạt tay bỏ đi rồi có từ giã với mấy con anh không? Ừ, em chào anh nha. Yeah. Ủa rồi mình không có bàn thì sao anh? Không, nhà không có cái bàn luôn hả? Ăn cơm với đất gì cũng gì. Ủa rồi ba cho con ăn món gì vậy? Kho quẹt. Ăn cơm với kho kho quẹt vậy đó hả? Dạ. Yeah. Chàng ơi, tội nghiệp quá vậy. Anh biết sao không? Mấy anh em được sự giới thiệu của bà con đó. Cho biết là ở đây là có hoàn cảnh của ba cha con á, đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì cũng từ cái sự chỉ dẫn đó cho nên ngày hôm nay nè, mấy anh em mới ghé đến đây để mà thăm gia đình mình đó anh. Và anh trai cho mấy anh em xin phép được quay phim, cũng như là chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình nha anh nha. Dạ. Ăn cơm ngon không con trai? Hèn ơi, thu gì khán giả. Mấy lem thẻm không? Trai ơi, trai, con ăn cơm ngon không? Hèn ơi, rồi sao anh không kiếm cá, kiếm đồ cho cháu nó ăn anh? Nước nhiều quá đi, kiếm có. Nước nhiều là... Dưới nước nè. À, là không có cá hèn ha. Rồi anh có lưới bọng gì để bắt cá không? Rồi cái này rồi trời mưa rồi nó có tạt không anh? Tạt quá. Rồi như vậy mà thấy còn ẩm ha, mưa cái nữa rồi không biết sao ấy không? Ừ. Nhiều lắm. Thôi bây giờ như vậy đi anh ơi. Chắc anh cho phép mấy anh em gắn cái thiết bị âm thanh vô á. Dạ. Tôi đi ra ăn bốt chút nha. Anh ơi, cho em hỏi thì trong khi anh nói hồi sớm á,
bà và vợ mà anh đi hút thuốc đó, bà cũng la. Rồi trong khi đó đó thì tiền bọc anh làm về anh có để riêng không hay là không, tiền bằng về là ra ca là bà lấy hết rồi. Chứ không lẽ bà không đưa cho anh đồng nào sao anh? Dạ không, nào mình muốn xin như vậy thì mới bà mới cho, còn không xin bà không có cho đâu. Là anh ở gửi là bao lâu anh? 2 năm. 2 năm thì trong khi đó anh làm tiền bọng gì đó anh như thế nào anh chia sẻ cho em và mọi người biết rõ hơn. Thì em bằng trong nhà máy á, thì bằng buổi sáng tới chiều là ra ca là lãnh lương, người ta phát lương là bà lấy, nhưng bà không có đưa anh. Người ta phát lương bà nhận dạ. Kiểu như mà thay mặt của anh là bà lãnh lương trong bà... khi đó anh làm bao nhiêu anh biết không? Một ngày cũng mà ông bả với hai chồng em bằng cũng ra ca cũng 1 triệu mấy. Thiền ơi, mà anh ở gửi là bao 2 năm rồi. Dạ. Sao mà bà mẹ vợ mà sao mà thí dụ con gửi mà có khi mà có nói là đưa tiền cho anh xài không? Dạ không. Cái nào vậy? Nghe. Cầm lại anh lên. Giữ nhỏ lại cho bự đi. Giữ nhỏ lại cho bự đi. Nè nè, mời ông đi anh. Được chưa? Mama, ông qua cầu cho tôi. Dạ như vậy anh, thì anh làm một ngày á thì bổ đồng cũng 600-700 ngàn hả? Dạ. Mà bà giờ vợ lấy hết trơn luôn. Dạ. Chị ơi, cái này là anh nói phải cho nó chính xác ha. Thì tại tụi em á, tụi em lên video á cho nó chính xác, có khi bà và vợ anh sẽ xem và nghe được á. Thì một ngày anh làm và anh đưa toàn bộ hết, mà trong khi đó mà vợ của anh á, nghe nói anh hồi nãy anh nói là vợ bà và vợ anh kêu là bỏ suối bỏ anh rồi. Dạ. Như thế nào anh kể cho em nghe. Tại vì bằng thì em gãy cánh tay, gãy bằng dịch nào không được, chỉ được đi xiệt cá rồi đi cắm câu thôi. Rồi bà nói thôi mày ở nó làm gì, mày theo con nào mày có ăn có uống mày đi đi. Rồi cái ngày nào bà cũng chửi hết trơn. Chửi anh hả? Chửi nó, nói mày sống với nó tới cái đời mày chưa có giàu hơn ai người ta nữa. Trong khi đó mà anh đi làm một ngày đưa bà 700-800 ngàn. Dạ. Mà bà nở đành nào mà bà nói như vậy luôn hả anh? Thì bà có tiền thì bà đi quýnh số, quýnh bài không à. Bà giờ vợ mà cũng lẽ sống với chung với anh nè. Từ hồi cái cấp mà anh gặp vợ đó, thì bên vợ có ngăn cản không cho hai người ở chung không anh? Dạ cũng lúc đó cũng ngăn cản em rồi như nói thế? Làm với thưa này thưa kia đó. Như thế nào anh? Rồi lúc đó người ta đồng em nói ba ơi, rồi có vợ có con rồi. Rồi cái bả xuống đây bả thấy em đâu có vợ có con đâu. Rồi vòng vòng ta nói vợ thằng này mới lớn lên mà vợ con đâu. Rồi bả mới đi rút giấy ra. Rồi cho em hai đứa gặp nhau đi bằng ăn. Yeah. Rồi đi bả nói giờ một thì làm rể bả 2 năm. Em cũng thương mình thương, mình cũng ngắn bút bụng ở rể với bà 2 năm mà bằng bà cũng chửi lên chửi xuống. Ở rể là mọi cái sinh hoạt đồ là anh đi làm tiền về là anh đưa cho bà hết. Dạ. Như vậy đó bà, không lẽ bà không có thương anh sao? Cấp cháu đầu gì thương không anh? Cấp cháu đầu thì bà nói ở đó em bằng cũng còn giữ được 5 thân vàng. Bà mượn nói nào tới giờ mày sanh đi tao trả, tới giờ em sanh nó điện lên bà cũng chửi lên đó. Chửi anh sao? Chửi nói tiền tao mượn nhiêu đó mà mày điện hỏi hoài. Bây tới giờ cũng đâu có trả đâu. Là bên vợ anh hiện tại bây giờ là thiếu nợ anh chưa trả. Dạ. Chàng ơi, như vậy đó là mẹ vợ mà sao mà nở đành nào mà dưới con gửi như vậy. Theo anh ở gửi như vậy người ta phải thương chứ. Thì cho em hỏi á, thí dụ mà bà la anh hoài á, thì đi làm xa vòng vòng người ở xóm đó có người ta có nói bà là tại sao chữ la anh nhiều quá không? Người ta cũng nói mày mần với bà vợ mày suốt đời mày không dư nữa. Bả thì ăn xài lớn lắm. Lúc đó là em mần với bả 2 năm đó là bả trả nợ người ta, thiếu nợ người ta. Rồi anh, rồi trong khi đó thì bả đã kêu con gái của bả đó mà bỏ anh. Dạ. Rồi dắt nó, rồi cái cảm xúc anh như thế nào anh? Em cũng buồn đó, mà tại vì mình không có cái thôn mình cũng buồn đi rồi nó hơi. Nếu mà vợ mình còn thương mình thì đâu có nghe lời bà vợ. Yeah, thì nó cũng nghĩ thương, hết thương mình rồi mới nó đi.
chị, anh nói chị nhắn tin với người khác là anh có khi nào mà anh bắt tay chặn mà dạ. Chị nói chuyện với người khác không? Dạ, bắt tay chặn trên đang nói chuyện với người khác ở ngoài luôn, khỏi nhắn tin. Như thế nào anh? Rồi em tắn hết mặt tay rồi vô anh, nó khóc. Khóc anh, rồi nó nói với bà. Kể lại cái câu chuyện mà anh bắt ở ngoài luôn. Như thế nào mà vợ anh kể lại gõ cho mà tụi em biết à? Giờ 11 giờ đêm, 11 giờ đêm đó là em đang ăn cơm. Là nó em giữ cái điện thoại. Em giữ cái điện thoại rồi cái nó đi ra đi vô. Mày cắt tôi hay. Rồi nó đi ra nó đi vô, rồi cái nó nhỏ này bữa nay nó kỳ vậy ta. Rồi cái em tình kình hờ cái em gình theo cũng đúng 11 giờ ra ngoài cổng nó nói chuyện. Là thằng kia thấy em thì nó bay lên xe giọt rồi, còn nó là em tắn có mặt tay một là vô bữa đó bà vợ đòi lấy dao chém em trong nhà nhỏ nhà trọ luôn. Chuyện ơi. Là sáng là 5 giờ là đi mất tiêu luôn đó. Là bỏ anh đi luôn hả? Dạ. Trong khi ngủ đó thì trong mà cái biểu hiện mà vợ anh á là không muốn ở với anh nữa, thì trong khi đó hai vợ chồng á thì không ngủ chung bao lâu anh? Thì cũng vẫn ngủ chung gì đó, là hai đứa con ngủ giữa, là đêm đó là nó không ngủ đó. Đêm đó là nó không ngủ, nó hẹn hò với thằng đó đó. Là em giữ cái điện thoại mà em thấy thằng đó nhắn tin hoài à, em không có đưa. Em giữ điện thoại hoài à, rồi sau này cái chừng em dọn cơm ăn 11 giờ đêm rồi cái nó đi ra. Đi ra cái em bỏ chén cơm xuống em gình theo mới thấy. Trời ơi, nỡ đành nào mà còn chồng như vậy đó, mà còn bỏ nó với người khác nữa. Anh có làm cho chị dặn cái gì không anh? Dạ không. Ví dụ anh công việc mà anh không lo cho chị này nọ đồ á, kiểu như cho chị nhịn đói này nọ đồ, không bị suy nghĩ tới cái người khác. Em không đi bằng công ty được, em cũng ở nhà giữ hai đứa con, cơm nước, đồ đạc, em cũng giặt sạch sẽ hết trơn á. Cái lúc mà anh nói hồi sớm á là anh lại bắt ghen. Dạ. Rồi tán cho cái người vợ một bạt tay. Dạ. Thì trong khi đó thì người vợ có chửi anh gì không? Nó khóc vô, nó mét bà vợ, nó em quýnh từ dài dài từ trong tiệm kia về. Anh có trình bày với bà vợ không? Thì em có trình bày vợ, bà nói ăn ở không ghen bậy bà, con bà không có như vậy. Rồi bà nói mày còn nói lên hồi tao lấy dao tao chém mày luôn bây giờ. Ồ, trong khi đó anh đã bắt tại chặn. Dạ. Một cái người vợ nở ngoại tình mà còn bà và vợ mà còn binh vợ nữa. Đúng rồi, con người ta phải con binh thôi. Trong khi đó thì vợ anh mà bỏ đi rồi á, anh tán một bạt tay bỏ đi rồi có từ giả với mấy con anh không? Không, là điện thoại đi nó đi luôn. Đi rồi có nói với anh cái điều gì không? Nó đi nói mày muốn ở đây ở, mà không ở đi thì mình đi đi nhà trọ này tao đi rồi á, người ta cũng đuổi mày ra khỏi phòng à. Trời ơi, nói anh gì đó hả? Dạ, tại vì nhà trọ đó là bà vợ bà mướn cho ở. Bỏ đi. Dạ. Rồi anh có đi tìm không? Dạ không. Chuyện ơi là... Dạ không biết đi đâu nữa kiếm. Là một khi anh đã bắt tại chặn ghen như vậy đó, thì quánh có một bạt tay à. Dạ. Mà bỏ anh luôn. Dạ. Rồi từ hồi cái cấp đó, vợ bỏ như vậy đó anh. Rồi hai cái đứa con của anh nè. Rồi có điện hỏi thăm gì không? Dạ không. Mẹ gì đâu mà vô tâm dữ ta. Rồi bên từ ngoài... Bà ngoại con không điện luôn. Ví dụ người này không được thì người khác rồi bên gì rồi, rồi sao anh? Không ai điện hỏi thăm gì chứ. Nghe hoàn cảnh của anh mà mấy anh em thấy xót quá luôn. Đi mà không nói với anh một câu nào hết. Dạ. Yeah. Có biết là vợ anh á, là trước khi á, là thường á, sống ngủ chung với anh á, là kêu bằng mà anh đụng chị á, chị có kêu bằng mà không cho hay là la lối gì không? Thì đêm đó thì nó cứ đi ra đi vô hoài đó, mình ôm nó cũng được, mình làm gì cũng được, chứ nó đi ra đi vô hoài là em thấy nhỏ này làm gì bữa nay nó kỳ kỳ vậy. Cái phát hiện cái đó là lâu chưa anh? Cũng trên tầng rồi. Trên tầng rồi. Dạ, đi mần về nó chụp điện thoại rồi con khóc thì nó có không quan tâm tới con, nó lo chụp điện thoại không à. Là em thấy nó kỳ kỳ sao á. Ừ, anh ngủ chung rồi đụng chỉ rồi chỉ như sao? Nó nói tao bằng mệnh chết thì đừng đụng tao. Mà trong khi đó thời gian là bao lâu rồi chị mới bỏ anh luôn? Thì em bắt gặp tại trận đó là cũng một tuần em bắt gặp tại trận đó là em quýnh bật tay là sáng 5 giờ đi á. Chàng ơi, như vậy đó là anh đã bắt tại trận cái người vợ nói chuyện với trai luôn. Dạ. Sao anh không tìm cái người đó anh hỏi vợ tao tại sao mày vụ này kia? Cái đó vợ mình đi gần mình chưa có giấy tờ gì cũng, dạ. Cũng là vợ mình.
cái danh nghĩa là vợ của mình, còn cái danh phận thì không phải. Sao anh không hỏi thử anh? Tại vì thằng lúc đó có điện thoại đó thì nó kết bạn Facebook á, rồi nó đem điện thoại đi, em đã không có, mình không biết số, không biết nick của thằng đó. Sao anh không điện nói chuyện trực tiếp với cái thằng đó? Anh có nói lúc nó nhắn tin rồi nó xóa nick bỏ hết trơn à? Vậy đó. Cái khi cái cấp mà vợ của anh nè, cho em hỏi thì gặp với anh lần đầu tiên á, thì cái đó là vợ của anh thương anh, có thương thật lòng không, mà chứ sau này thương rồi có con rồi bỏ anh? Dạ, lúc nó cũng thật lòng lắm, ban đêm rồi điện với em đi rước, rồi lúc đó hai đứa cũng đâu có tiền đâu, rồi em đặt xe đặt rồi đi qua tới nhà anh bảnh rước qua. Vậy đó là cực khổ dữ luôn mà. Anh như vậy đó anh, rồi bà về vợ anh đó là biết vợ anh đi, biết luôn, biết đi rồi thường á là có qua dỗ cháu ngoại không? Không, bà ngoại gì đâu mà nở đành nào đâu mà vô tâm vậy, còn xách dao nữa. Bà còn chửi hai này dòng giống nó, mày thương nó làm gì? Chửi sao anh? Dòng giống nó. Chửi là giống anh vậy đó hả? Dạ. Lý do anh? Em cũng không biết lý do sao mà bà chửi dòng giống nó không à. Là nói chung là anh không có làm được, bà và vợ là kêu vợ bỏ anh đi. Dạ. Đi lấy người khác hả? Dạ. Bà có khi nào bà chê anh nghèo không? Bà cũng qua đây bà cũng nói hoài, nói các cái trời nó mày ở biết nào mày coi giàu hơn ai. Thì em nói không có giàu mình cũng không có thiếu nợ ai, mình cũng mặn được nhiều ăn nhiều, hai chồng với hai đứa con. Rồi bây giờ đó là vợ bỏ đi rồi anh đi về đây luôn hả? Dạ. Đi về đây á anh. Đi về đây rồi á thì bên ngoại thì cũng không có hỏi thăm gì hết trơn. Dạ không. Bỏ tèo luôn. Con trai ơi. Con trai. Hỏi kìa. Cho chú hỏi nè. Rồi con có nhớ mẹ không? Nhớ hả? Chàng ơi. Rồi thương mẹ nhiều không? Đành lòng luôn cả nhà. Một cái đứa nhỏ, chỉ nhỏ xíu thôi, mà nỡ đành mà bỏ đi, rồi để lại cho một cái người đàn ông phải chăm lo hết. À, thí dụ anh, cho em hỏi á, thí dụ á là anh nói cái video này nè, là vợ anh sẽ nghe và bên vợ anh sẽ nghe, thì không biết á thì anh muốn gửi gắm gì, những cái lời nào anh cần muốn nói chuyện á thì cho vợ anh nè sẽ nghe. Em cũng mong vợ em nghe được á, là có chồng em cũng chúc phúc đi, mà cũng về thăm con lần nghe cho con đỡ nhớ. Lâu rồi, mấy năm rồi không có về thăm con, từ bỏ tới giờ. Quậy ngon quậy. Rồi anh ơi, như vậy á là vợ mà anh nhắn nhủ như vậy đó, rồi còn bà và vợ anh nè, anh có muốn nói điều gì với bà và vợ anh không? Em cũng muốn mong bà ngoại hai đứa này cũng muốn về thăm hai đứa này đây. Cô đâu có ai làm gì đâu, tại vì cháu cũng cháu của bà mà. Thì lâu rồi bà không có về thăm. Chứ anh thì không có mong ước là cho vợ mà quay về với anh cả. Mong cho nó về thăm con này kia thôi. Cho em hỏi á, thí dụ á, sau này một cái người vợ của anh á là ở với cái người kia á, bị kêu bằng mà đánh đập á, mà quay về dưới anh nè, anh có tha thứ không anh? Chắc em không có tha thứ. Tại vì ở đây người ta nói quá là nhiều. Người ta nói vợ mày đi theo anh ta rồi á, nếu mà mày quay về á, mày còn cho sống chung mày nữa thì người ta không có đem xỉa tới em nữa. Là tại vì nó ôm nhau rồi nó đăng lên mạng tùm lum hết trơn, ta thấy trên này nè, ta nói nhóc hết trơn á. Dạ. Đang ăn ở với nhau rồi còn đăng hình lên luôn. Có lẽ là chọc tức anh. Dạ. Anh thấy những cái tấm hình của vợ anh mà. Dạ em cũng thấy mà mấy thằng bạn nó cho. Nó thấy hình nó rồi nó nói. Nói vợ mày ăn ở nhau á, ở chẳng ở chuồng á, còn đăng lên hình cho mày chọc tức mày nữa. Ghê trời. Rồi, nói chuyện gì đi. Đây sớm này là người ta thấy người ta lại nói nhóc luôn. Đăng lên luôn. Dạ.
Anh thấy anh mà nghe cái tin đó rồi như thế nào? Cũng nhất là xót xa, đau lòng. Mấy vợ mình mà tại cái này. Anh ơi, trong khi đó là vợ anh có gửi tiền về để mà giúp đỡ hỗ trợ cho anh nuôi hai đứa con nhỏ không? Không luôn. Không hề luôn hả anh? Không có gửi về rồi, không có điện về thăm luôn. Với cái lý do là do anh nghèo quá, bỏ anh đi. Tại vì em gãy tay em bên đó rồi, làm việc nặng đâu được đâu. Chỉ giờ đi mần nhẹ nhẹ thôi rồi. Rồi nó ngoại tình rồi bà bắt gặp rồi nói với bà vợ nói cho nó đem hai đứa con này về đi, mày đi kiếm chồng khác đi. Mẹ vợ mày nói như vậy luôn anh? Tại vì em không biết chữ đó, rồi nó nhắn tin đó rồi em bắt dính đó. Rồi đem cho bà coi, bà nói tin nhắn của em, con của bà không có mà nhắn bậy bạ đâu. Nhưng mà trong khi đó con gái mình đã làm sai như vậy mà mẹ vợ không khuyên ngăn mà còn lại suối bỏ anh luôn. Dạ. Nhưng mà ngay từ lúc đầu á là mẹ vợ anh có đồng ý là gả con gái cho anh không? Có, em đồng ý, em gặp hai đứa con em làm ở rể hết 2 năm. Rồi mới em ra riêng đi mần rồi cái nó ngoại tình đó, rồi em gãy tay nè, vô đông kho lạnh nó làm không được á. Rồi bà mới nói này nó kia, bà suối nó. Chàng ơi, là lúc đó là anh chưa gãy tay. Gãy rồi. Thì anh còn đi làm được. Dạ. Yeah. Thì ở rể là làm lo cho gia đình bên vợ. Dạ. Yeah. Nhưng mà tới lúc anh gặp nạn, anh gãy tay, thì cô vợ liền quay gót và mẹ vợ cũng quay gót luôn. Dạ. Yeah. Là coi như là hắt hủi đẩy ba cha con ra khỏi đường luôn. Với bà còn nói một câu đó là cho nó đem hai đứa này về đây. Nó mặn không có gì nổi đâu, sau đây cũng đem về trả. Em cố gắng em nuôi hai đứa này, chứ không bây giờ em bỏ. Nhưng mà anh có nghĩ rằng khi mà hai người con của anh á, anh đi theo anh á, thì cuộc đời sẽ khổ cực á, cũng như là không có đồ ăn nè, rồi cuộc sống á, phải em thấy căng chòi nè, thì mưa tạt gió lùa như vậy anh, rồi con anh khổ rồi sao? Bây giờ lúc trước em đi với dịch đã đem hai đứa theo luôn. Em ngủ rồi cho dịch đó rồi mượn tiền người ta không có đó rồi em lộ bộ về. Là anh đi giữ dịch cho người ta. Dạ. Rồi dẫn hai người con mình theo luôn á. Dạ. Anh cho em hỏi thăm nè. Khi mà anh nhìn thấy con mình á phải chịu cái cảnh cơ cực và thiếu thốn như vậy đó anh, không bằng bạn bằng bè đó, lúc đó là anh nhìn thấy cái cảnh đó rồi anh nghĩ như thế nào anh? Em cũng thương con em lắm, người ta cũng con đã có mẹ, có cha đầy đủ, còn con em thì không có mẹ, thiếu ăn thiếu thốn, đi học cũng gì nữa. Nhầm thấy con ta được này chơi này kia chơi, con mình không có mình cũng buồn nữa. Nhưng mà sao anh không về cha mẹ của mình đó để mà gửi con mình đó? Cha em thì mất lâu rồi, còn mẹ có ông sao ở xa lắm. Mẹ anh thì có chồng khác. Dạ. Cha anh thì mất. Dạ. Coi như là anh là mồ côi. Bây giờ lại gặp thêm cái hoàn cảnh chớ treo là bên vợ hắt hủi đuổi mình ra khỏi đường, đuổi ba cha con ra khỏi nhà. Dạ. Coi như là họ không hề quan tâm gì đến cái cuộc sống của ba cha con luôn. Chàng ơi, em không nghĩ rằng sao mà nở lòng nào mà lợi dụng con người ta đến cỡ đó. Tại vì bà nói nó không có bằng gì được nữa đâu. Mày theo con khác đi, có ăn có ở sung sướng hơn. Rồi em nói câu là thôi, vợ chồng hồi đó giờ sống cực khổ biết nhiêu năm rồi, ở được mà sao giờ không được. Nói ăn nào có tiền thì tao đi, nói câu vậy. Nói thẳng với anh luôn. Dạ. Ai có tiền là theo người đó. Dạ. Chứ không có hoàn toàn không có thương yêu gì anh hết. Nhưng mà ngày xưa anh với vợ anh á là do làm may là quen hay là em đi quen? Em đi dịch mướn rồi quen. Anh đi giữ dịch mướn. Dạ. Rồi quen vợ anh. Dạ. Nhưng mà gia đình bên đó đỡ không anh? Cũng vậy à. Chàng ơi,
kêu là cô vợ thăm phú phụ bằng. Ừ. Khi mà vợ anh bỏ đi như vậy á, cái trong lòng anh cảm thấy như thế nào anh? Em cũng buồn lắm, khi mình muốn đi bỏ hai đứa này thì không muốn bằng ăn, mình nằm suy nghĩ lại thôi, bây giờ mình đi thì hai đứa con bỏ ai nuôi giờ, cố gắng làm nuôi con giờ. Nhất là buồn, nhưng khi về căn nhà này ở nè, khi á buồn lắm. Ừ, lúc đó còn tấm hình đây nè, mình thấy hình thì còn nhớ hoài à. Thôi em đem đi đốt bỏ luôn, quần áo của vợ em cũng đem đốt bỏ luôn. Khi anh quyết định đốt tấm hình là anh có đắn đo không? Khi em đốt tấm hình đó rồi em nói nó quay về là không có sống chung nữa. Tại vì nó bỏ em rất là khổ rồi. Có khi nào mà nửa đêm anh, con anh bật dậy hỏi mẹ, rồi lúc đó anh làm như thế nào? Thì nó hỏi thì nói mẹ nó đi theo có chồng khác rồi, thì thằng nhỏ thì nó không biết, thằng lớn thì nó biết. Ừ. Rồi lúc đó là bé nó như thế nào anh? Nó cũng khóc hoài, đòi sữa bú nè, rồi đâu có sữa đâu, pha sữa bình, sữa tươi nè mua cho nó uống. Cái đêm mà con trai anh á hỏi mẹ là cái đêm đó như thế nào, anh kể lại cho em cùng với quý vị khán giả được biết đi anh. Lúc mà con em hỏi mẹ nó là em rất là đau lòng, tại vì nó hỏi tới mẹ nó là mình muốn khóc rồi, mình nhớ. Yeah. Anh cũng rất là thương vợ mình. Yeah. Em nghĩ có khi nào mà do vợ anh chịu cái sự tác động á, cũng như là cái lời suối á, đốc suối của mẹ vợ anh không? Dạ, em cũng chắc nghĩ như vậy. Tại vì tin nhắn đó em không biết chữ. Nó nhắn tin đó, thì nó đi mần về nó nhắn tin, chứ đó là em bắt gặp em đem cho người khác coi. Người khác nói nó nhắn tin với bạn trai đó mà đem cho bà vợ nói, bà vợ nói không, không phải. Rồi đi mần về thì nó chụp cái điện thoại lên nhắn tin suốt rồi, nó không có lo gì cho con hết trơn. Mình không biết chữ một chữ nào luôn ha? Dạ không. Đúng rồi. Hồi nãy em nghe anh nói là anh đi giữ dịch đó, cái cuộc đời của anh là đi giữ dịch từ hồi nào tới bây giờ anh? Em đi dịch thời lúc em còn sống chung với ba mẹ lúc còn nhỏ đó. Là em đi suốt luôn, có vợ em đi được bằng trên Vũng Tàu được có năm mấy à. Là đi được năm mấy là mắc vợ luôn đó. Là đi Vũng Tàu ha? Dạ. Được năm mấy là khi mà làm công ty hay gì anh? Làm công ty. Là em nghĩ chắc lúc đó là vợ anh giống như là trò chuyện với nhiều đàn ông á. Dạ. Cho nên dễ bị sa ngã anh ha. Tại vì mình không biết chữ, nó nhắn tin thì mình đâu biết đâu. Bây giờ em lo tội cho hai đứa nhỏ này thôi. Ừ. Không có mẹ với người ta. Có khi nào mà anh trông thấy cái cảnh đó, hồi nãy mấy anh em vào nè, thì thấy hai cháu nè ngồi ăn cơm á, trong khi đó là hoàn toàn là không có thịt cá rau gì hết, là chỉ có nước mắm kho khô quẹt đó. Rồi anh nhìn thấy cái cảnh hai con mình ăn như vậy đó anh, rồi có khi nào anh bật khóc không? Cũng vậy, bây giờ hoàn cảnh mình vậy rồi chứ sao giờ, được cái gì thì nó ăn cái nấy con em. Giờ thấy người ta ăn thịt thì con mình cũng được ăn thịt, thôi mình cứ nói thôi con ơi gắng đi, vài bữa con cha có tiền cho mua thịt cho con ăn, mà mình đâu có tiền đâu. Hai cháu thì còn quá nhỏ, em nghĩ chắc anh không có đi làm xa được ha. Dạ. Không ai giữ ha. Dạ, không có gửi ai giữ được hết trơn. Ừ, cháu nhỏ này là mấy tuổi rồi anh? 4 tuổi. Còn cháu lớn sau lưng anh? 6. Hai cháu là 4 và 6 tuổi. Dạ. Ừ. À, khi mà anh ở đây như vậy nè, rồi cái này là cái đất của cha mẹ hay sao? Đất của cha mẹ ruột cho. Cho từ cái miếng ruộng nó tới cái miếng ruộng đó là chạy tới qua kênh trước cái dừa này. Là cho coi như nền nhà. Dạ. Chứ không có ruộng đất gì hết. Không. Rồi ngày thường á, anh làm gì để mà có thức ăn á, để mà lo cho hai cháu? Lúc trước thì em nước mà tới vụ này em đi xịt, giờ chưa có nước nè. Đi xịt cũng có bán được ngày vài chục ngàn. Ừ. Thì mình mua bánh rồi tiền nó đi học. Còn bây giờ nước thì không có kiếm cá như vậy được. Dạ, tại vì nó cắt dưa rồi đồng, nó không có dám cho nước vô á. Rồi như vậy là nó kéo dài tới 3 tháng lận rồi sao anh? Thì em cũng chịu đựng gì thôi chứ sao giờ. Ừ,
em được biết anh thì có thể là ăn cực ăn khổ được, nhưng mà còn hai cháu nó quá nhỏ đi rồi phải chịu cực khổ theo anh á. Yeah. Em sợ hai cháu nó chịu không nổi á. Giờ em cũng không biết gửi ai giờ. Ở đây gửi, nếu mà gửi thì bỏ tiền ra nữa. Rồi tiền nữa, em không có tiền sao mà mình gửi người ta được. Giờ bé này đi học mà chưa có tiền đóng nữa nè. Có khi nào anh nghĩ là mình đem cho con mình vô nhà giàu để cho con mình có cái cuộc đời sung sướng không anh? Em cũng tính cho người ta một đứa mà còn một đứa mà em không có đánh lòng mà cho người ta. Là bữa đó anh suy nghĩ như thế nào anh? Em tính cho, em tính là cho nhỏ người ta đi, ta có người ta lo cho nó ăn học, rồi thằng lớn thì em nuôi. Tại vì lúc đó thằng nhỏ này quá trời nhỏ đi, nó không có biết cái gì hết trơn á. Thì em thấy rồi cho một thằng còn một thằng thôi. Thả nuôi hết đây cho một anh em mỗi người một hướng thấy tội nghiệp nữa. Anh suy nghĩ như thế nào mà tự nhiên anh lại tính cho con mình? Tại vì quá trời khổ rồi, không có bằng gì được, cái thăng mưa nữa. Rồi đâu có bằng gì, đi làm hụt chịch nè, ta đã dịch lại đó. Yeah. Đi làm hụt chịch ngày 4 năm học thì nó rồi mình mót lại mình để mình bán. Chàng ơi, là đi đồng mà chỗ người ta thả dịch đó là anh lụm mót ha. Dạ. Yeah. Khổ gì mà khổ đến nỗi này luôn đi chè. Ngoài cái cách kiếm cá đó ra là anh còn cắm câu gì được không? Còn cắm câu, câu ếch, câu cá được, chứ còn mặn dịch nặng không được. Cái tay gãy bên mặn không được. Là gãy nặng lắm hay sao anh? Gãy ngang loài hai xương ra đây nè. Anh bị gì mà gãy gì? Đi bẻ dừa mướn á, té lên cây dừa xuống. À. Nó bông hết đó. Là lội ra luôn. Dạ. Chàng ơi. Em thật sự khi mà em nghe anh nói về mà mẹ vợ mà lại nói là không có tiền thì giống như là không còn làm được ra tiền thì đi kiếm chồng khác. Thật sự cái câu đó em cũng khó là tin. Anh có chắc ăn rằng cái điều đó là sự thật không anh? Tại vì trong ngày hôm nay nè, mấy anh em quay là sẽ chia sẻ lên cho cộng đồng mạng, cũng như là rất là nhiều bà con người ta biết đến. Em hy vọng rằng cái lời anh nói là sự thật để yeah. sau này mà mẹ vợ anh hoặc là vợ anh có mà xem được cái video này thì họ giống như là hoàn toàn là chịu cũng như là chấp nhận về cái lời nói của anh. Anh có bảo đảm là những cái lời nói hồi nãy giờ anh kể là sự thật không? Dạ, sự thật. Nhằm khi em hút thuốc nè, em đi mần nghe, còn đi mần sống chung với bà, em hút thuốc uống cà phê là bà nói á, mần ngày có mấy trăm ngàn à, mà thuốc cà phê mày không đủ nữa. Mần thờ mần từ sáng tới sáng ngày mơi mới ra ca, mà tiền lãnh ra xin có 100 ngàn đi mua đôi dép này, về bà nói còn dư là trả cho bà lại. Chàng ơi, cuộc đời anh vừa chịu cảnh mồ côi mà gặp phải một người mẹ vợ mà chỉ biết tiền thôi ha. Dạ. Còn cha vợ anh thì sao? Ông già sao thì ông không có nói gì hết trơn, chỉ có bà và vợ thôi. Nhưng mà với cái lý do đó vợ anh cũng khó thể nào mà thuyết phục anh bỏ đi được đó. Rồi vợ anh nói như thế nào mà tự nhiên anh chấp nhận anh ra đi vậy? Nó nói thì mày đi thì đi đi, tao không sống chung mày nữa. Thì con hai đứa cho mày hết á, mày nuôi không nổi nói mày trả cho tao. Em nói dù em chết đi em cũng không bỏ cho con em theo nhỏ nó đâu. Tại vì theo có chồng sau này nó hành hạ con em lắm. Nhưng mà chỉ với cái lý do đó sao anh chấp nhận ra đi? Tại vì sống chung nó thì nó nhắn tin với người khác không rồi đi mần về. Người ta 5 giờ 7 giờ người ta về, nói 11 12 giờ mới về. Chèm ơi chèm. Là 5 giờ 7 giờ người ta ra ca người ta về nhà. Dạ. Còn riêng vợ anh thì tới 11 12 giờ mới về. Dạ. Là giờ đêm hả? Dạ. Nhưng mà em không nghĩ rằng người mẹ mà có thể là bỏ chồng mình vì nghèo khổ đi, nhưng mà lại đành lòng bỏ hai người con, cái điều này nó mới rất là quan trọng rồi. Tại vì nó không còn thương hai đứa này nữa, thì thằng kia thì nó có xe, có nhà cửa hơn em. Thì nó mới đi.
Có khi nào anh nghĩ là anh tìm đến nhà của người đàn ông kia không? Không. Cướp em, vợ anh mà. Em tại vì mình không có giấy kết hôn. Sống không có giấy kết hôn, nó chưa đủ tuổi, là lúc đó em gặp là chưa đủ tuổi. Anh nghĩ như thế nào khi mà cái người đàn ông đó đến tự nhiên xuất hiện rồi phá hoại hạnh phúc gia đình của anh á anh? Là lúc đó là anh nghĩ như thế nào anh? Em cũng là cũng bức ức trong người lắm, nói mình cũng có gia đình, nó cũng có gia đình rồi, ai cũng vậy chân á, nó thì nó cũng có đời vợ chứ hai đứa con rồi, vợ nó bỏ nó cũng biết kinh khổ với người ta, bây giờ nó cũng dụ dỗ người ta nữa. Ừ. Rồi anh có gặp mặt người đó chưa? Không, từ đi tới giờ chưa gặp mặt. Với giống như là anh theo như là anh nói á, là một người đàn ông á mà đã từng bị vợ bỏ á, là rất là đau khổ đó. Em không biết rằng cái cảm giác của anh như thế nào khi mà bị vợ anh bỏ cũng như là hất hủi cha con ra đường á anh, là cái cảm giác của anh như thế nào anh? Dạ lúc đó em cũng tính là mua thuốc sâu uống hết chết ba cha con một lượt một, khỏi ai mà mình đau lòng quá trời, khổ quá trời, tức á, thấy mà nó đăng hình lên ôm nhau á, mình tức á. Ừ, là giống như là giận quá nhưng mà mình không làm được gì. Dạ, tại vì hết người này lại nói hết người kia lại nói hoài á. Ừ, là họ nói với anh như thế nào anh? Nói vợ mày ở dân đó ăn ở nhau còn chụp hình đăng lên á. Phèn ơi, đã anh cố gắng kèm nén trong lòng rồi mà còn thêm lời ra tiếng vào. Dạ. Cho nên anh chịu không nổi và anh định nghỉ quẩn ha. Dạ. Ừ, rồi tại vì hết người này nói hết kia nói. Rồi trong lúc đó là như thế nào anh sau đó? Rồi em mới nói mai mốt á, mà mấy người coi thấy á, mấy người tự coi đừng có lại nói với tôi nữa. Tôi với vợ tôi không còn gì hết trơn, đừng có lại nói tôi buồn. Rồi từ từ người ta nghĩ lại nói. Nếu như mà có được một cái lời tâm sự với cái người đàn ông mà đã cướp mất vợ của anh á, giống như là phá cái hạnh phúc gia đình của anh á, thì anh muốn nói gì với người đó anh? Em cũng mà nói rồi gắng nuôi với nó đi, rồi gắng bằng cho tiền mà vợ quýnh số nhiều đi. Như vậy là anh tin rằng là một ngày nào đó người đàn ông này cũng sẽ gặp cái hoàn cảnh giống như anh. Thì hiện tại là anh ta cướp vợ của anh để mà đem về lo cho anh ta. Tuy nhiên sau này thì người vợ đó gặp một người đàn ông khác tốt hơn, cái cô gái này thì cũng chẳng sẽ bỏ anh ta giống như là bỏ anh ha. Bỏ anh ha. Hiện tại nè anh, em thấy mấy cha con á là ăn cơm thì không có đồ ăn rồi đó anh. Rồi thí dụ như đồ ăn thì anh có thể ăn khô quẹt. Rồi còn hết gạo thì sao anh? Hết gạo thì đi xin. Lúc trước cũng hết, không có gạo đâu cơm ăn, cho con cầm tô đi xin cơm ăn. Cầm tô đi xin cơm từng nhà luôn á? Dạ. Chàng ơi, rồi anh là một người đàn ông á, rồi khi mà anh cầm một cái tô cơm như vậy á, anh đi tới từng nhà bà con á, rồi anh xin như vậy, rồi anh cảm thấy như thế nào? Xin khi ta nói hết cơm rồi thì cũng bóp bụng về dỗ con đến cho nó ngủ đi để đói. Còn khi anh em hết thuốc này lụm đi, lụm tầng thuốc là anh phải đi lụm từng cái tầng thuốc để hút thôi. Dạ. Chàng ơi chàng, bây giờ em hỏi thật sự trong lòng anh nha, anh có còn thương người vợ mình không anh? Dạ không. Còn nhớ không anh? Cũng hết nhớ luôn rồi, lâu rồi hết nhớ rồi. Sao hồi nãy em nghe anh kể trước cái lúc mà anh chuẩn bị đốt cái tấm ảnh á, anh còn luyến tiếc? Lúc đó cũng lâu rồi, để tấm hình mình nhớ hoài à. Rồi em mới đốt tấm hình đi, đốt tấm hình đi mình mới quên được từ từ, để mình thấy tấm hình đó mình cũng nhớ hoài. Rồi em mới đốt bỏ. Nhưng mà anh tiếc ha. Dạ. Khi anh đốt là anh tiếc ha. Trời ơi trời. Tại vì lúc sống dưới quê thì cực khổ nhưng cũng chịu sống mình hết trơn á. Sáng thì ẩm con thì một tay ẩm con, một bên thì đuổi dịch, thì em đi bằng vòng vòng như nè, nó đi đuổi dịch cho ăn, ẩm đứa con theo.
Mình không có mà đánh đổi cái này đâu, mà đi theo bà vợ có một năm mà vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiện tại đó là anh mới lo cho hai người con của anh còn không nổi nữa. Rồi làm sao mà nếu mà cái cô gái này nè không bước theo người đàn ông khác á, thì làm sao anh lo nổi anh? Thì em cũng đi mần gì đó được nhiêu ăn nhiêu giờ sao giờ. Nhiều khi thì mượn em anh điện mượn tiền, thì đóng tiền học thì kia mua quần áo, rồi em mần được ít thì trả ít, nhiều được trả nhiều. Khi em đi xịt có ai gửi con được thì gửi hai đứa đi được. Em đi xịt từ 6 giờ tới 3 giờ sáng em mới về, cũng được 200 ngàn. Trời ơi, cái nghề xịt này nó rất là nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà anh cứ làm hoài á, dạ. Em thấy nó không an toàn đâu anh ơi. Tại vì với em đâu làm việc khác được nữa đâu. Cầm câu thì ngày thất ngày có, mà mình đi xịt thì ít nhiều cũng có hoài. Nhưng mà anh làm cái nghề này á, cái thứ nhất á là họ không cho phép. Cái thứ hai á là nó nguy hiểm đến cái người mà làm cái công việc này. Nó rất là nguy hiểm luôn. Tại vì anh cũng xem TV cũng như là báo đài đó, thì anh cũng có biết những cái trường hợp mà dạng như là cái thiết bị của mình á, nó bị chạm hoặc là nó mát đó, thì cái lúc đó nó sẽ gây nguy hiểm tới mình. Mà anh ở giữa ruộng á, thì không ai biết tới anh hết để mà cứu kịp thời á. Còn nghề nào để mà lựa chọn không anh? Giờ em hết nghề nào, giờ biết nghề này thôi. Giờ đi dắt lúa thì dắt không có anh tay dắt không được, người ta không cho giá. Thì nói chung á, trong ngày hôm nay mấy anh em tìm đến thăm gia đình anh nè, cũng như là thăm ba cha con á. Em cùng với khán giả nè, cũng như là quý mạnh thường quân á, không biết rằng nếu mà có được một ước mơ đó, thì anh sẽ ước mơ điều gì? Em cũng ước mơ được căn nhà để che nắng che mưa cho con, mà với một số tiền cho con đi học, mình đỡ lo nữa. Giống như là anh chỉ ước mơ có một cái căn nhà để mình che nắng che mưa cho con mình thôi. Dạ, với có điện, có nước xài với người ta được rồi. Ở đây có điện không? Có. Này mình kéo nhờ người ta. Là em thấy căn cao su như vậy nè, rồi ở đây cũng không có cửa nè, rồi tối mưa bão đồ dữ không anh? Mưa cũng tạt cho ướt này hết trơn nè. Bữa kia mưa tạt quá trời tạt luôn. Rồi mấy cha con ngủ sao được anh? Thì kéo cái niệm này khúc nào nó không tạt ướt mình ngủ. Trời ơi, còn lớn quá. Dạ. Còn như mà nó tạt nhiều quá rồi sao? Lớn quá thì chạy qua nhà, ở nhà nhà người ta. Là nửa đêm cũng chạy luôn. Dạ, nửa đêm cũng chạy luôn. Chắc chạy như vậy là đâu có ngủ nghe gì được nữa ha. Dạ không. Là thức tới sáng luôn. Dạ. Thì nói chung á, mấy anh em ngày hôm nay nè, cũng nguyện cầu mong sao á, cho hoàn cảnh của ba cha con sẽ đủ cái nhân duyên để mà giống như là gặp gỡ được quý mạnh thường quân. Dạ. Để nhận được sự giúp đỡ nhanh nha. Dạ. Dạ. Dạ thì Thanh Trúc á, Quý Ngô với mấy anh em bữa nay thì cái hoàn cảnh này thì cũng có bên Hùng Cao á dẫn mấy anh em lại. Thì thứ hai nữa thì mấy anh em lại đây cũng có một cái phần tiền cá nhân á. Thanh Trúc với Ngô thì gửi cho anh ha, để cho anh mua đồ ăn nè, mua đồ ăn ngon cho hai cháu. Thì nói chung mình đây thì cố gắng đi. Mình biết sao giờ. Để vợ đi thì anh giữ cái tâm trạng lại nuôi hai con nhỏ đi ha. Dạ thì Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị ạ.